kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại. Với cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí mẫn tuệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, phong cách người lãnh tụ, bản lĩnh người chiến sĩ cộng sản chân chính. Ở người đều khắc sâu trong mỗi con người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế, đó là một tâm hồn lớn, một nhân cách vĩ đại, một cuộc đời thanh bạch, một cốt cách giản dị, một phong cách chuẩn mực và một đức tính khiêm tốn phi thường. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà người để lại cho đảng ta, dân tộc và nhân dân ta, là tấm gương sáng ngời tiêu biểu cho văn hóa và trí tuệ Việt Nam, để mọi người dân nước Việt, trong đó có cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, học tập và làm theo. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011, sau đó là chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhà nước và nhân dân. Thực tiễn những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Thực tiễn công tác chiến đấu ở công an các đơn vị địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, trong đó có nhiều yếu tố tiêu cực, mặt trái của xã hội tác động đến cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao luôn là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công an nhân dân luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Cuốn sách Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, tập hợp những bài viết của tác giả đã được đăng trên các báo tạp chí của lực lượng công an nhân dân trong gần 10 năm qua theo một chủ đề xuyên suốt: tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những bài học đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi bài viết đề cập một nội dung cụ thể về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nêu lên những bài học có ý nghĩa thiết thực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nghiên cứu vận dụng trong thực tiễn công tác, chiến đấu và tu dưỡng rèn luyện nhân cách người công an cách mạng. Cuốn sách được hoàn thành là tâm huyết và thể hiện lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả, với mong muốn góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, là hành động thiết thực, việc làm tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô cùng quý giá, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chính thể thống nhất, hòa quyện chặt chẽ trong con người Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, mà còn hàm chứa những triết lý nhân sinh và hành động, được thể hiện hết sức chân thực và hàm súc cả trong tác phẩm và hoạt động thực tiễn của người. Những việc người làm, những lời người nói, những điều người viết đều rất mộc mạc, giản dị, gần gũi, ai cũng có thể hiểu và thực hành được.
không chỉ là một nhà tư tưởng với hệ thống lý luận về đạo đức hết sức phong phú, người còn là tấm gương thực hành đạo đức mẫu mực về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh là một chính thể thống nhất phát triển theo logic tự suy nghĩ, phong cách tư duy, điều nói và viết, phong cách diễn đạt và những biểu hiện qua hoạt động sống hàng ngày, phong cách làm việc, phong cách sinh hoạt, phong cách ứng xử. Phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất về tư tưởng và đạo đức của người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tất cả đều nói lên đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của người. Chính sự trong sáng và giản dị đó đã tạo nên sự vĩ đại của con người Hồ Chí Minh. Với lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng bộ máy công an nhân dân, giáo dục và rèn luyện người công an cách mạng. Người thường xuyên căn dặn, công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Xây dựng bộ máy công an nhân dân, tức là công an phải có tinh thần phục vụ là bản chất, phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an. Nội bộ công an từ cấp cao cho đến nhân viên phải đoàn kết nhất trí. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, song người vẫn dành nhiều thời gian đến tham dự, nói chuyện tại các hội nghị lớn của lực lượng công an nhân dân. Người thường xuyên viết thư thăm hỏi, động viên dặn dò cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 21 bài nói, bài viết về lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là 6 điều dạy của người đã trở thành đạo lý, chuẩn mực đạo đức, phương châm đối nhân xử thế của mọi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân, là mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động, chuẩn mực về đạo đức và phong cách để cán bộ chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là nguồn cổ vũ động viên to lớn, khích lệ toàn lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn trong mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về cõi Vĩnh Hằng hơn nửa thế kỷ, nhưng người vẫn sống mãi với dân tộc và nhân dân ta. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, tấm gương sáng ngời để mọi cán bộ chiến sĩ công an học tập và làm theo. Đúng như lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong bức điện chia buồn gửi Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam năm 1969 đã viết: đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Với tình cảm và lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trong học tập và làm theo Bác, tác giả đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, làm rõ nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân theo các chủ đề học tập và làm theo Bác do Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra hàng năm. Cuốn sách Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp 40 bài viết được đăng trên tạp chí Công an nhân dân, tạp chí Khoa học và Chiến lược, tạp chí Nhân quyền Việt Nam, tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh, báo Công an nhân dân từ năm 2011 đến nay. Mỗi bài viết đề cập một nội dung, nêu lên những bài học cụ thể, việc làm thiết thực để cán bộ chiến sĩ tham khảo, vận dụng cho thực tiễn công tác, chiến đấu và quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân. Hy vọng qua cuốn sách này, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ hiểu thêm một phần giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất trong tấm gương đạo đức sáng ngời, vẻ đẹp trong tâm hồn, sự chuẩn mực trong mỗi phong cách của người, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hóa, việc làm tự giác thường xuyên hàng ngày của mỗi chúng ta. Điều mà mọi cán bộ chiến sĩ cần học ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái tâm, cái đức, cái trí, nhất là tư tưởng đạo đức trong sáng và phong cách chuẩn mực của người để làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Học và làm theo Bác không khó, ai cũng có thể học được, làm theo được, nhất là tấm gương đạo đức của người. Mọi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hãy làm những việc mà mình cho là đúng với đạo lý, hợp với lẽ đời, những việc làm bình dị trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.
Nếu mọi cán bộ chiến sĩ luôn nghĩ về Bác với một lòng kính trọng và tình yêu vô hạn, chúng ta sẽ cảm thấy như có một sự thanh lọc bởi chính tâm hồn mình để phấn đấu vươn lên, rèn luyện tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, xứng đáng với Bác hơn nữa. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Công an Nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 8 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.